Chào đón các anh chị quay trở lại với video của kênh Nhà đất Quỳnh Nga. Và ngày hôm nay thì em Nga có mặt tại huyện Chư Sê thuộc quốc lộ 25 này. Từ cái vị trí này mà về tới trung tâm của thị trấn huyện Chư Sê thì đi khoảng chừng là 10 km ạ. Và cái hướng này về Pleiku khoảng chừng 40 km thì tới sân bay thành phố Pleiku các anh chị nhá. Cái hướng ngược lại của mình này là đi về Ajun Ba, về Krông Ba, về Tuy Hòa, Phú Yên. Đó. Và mến giới thiệu đến với quý anh chị một cái lô đất tổng diện tích 2 hectare 2 hectare 8 và có 42 m mặt đường quốc lộ. Trên lô đất của mình có 400 m đất ở và một cái căn nhà mái Thái, ở phía sau là có ao vườn. Chúng ta vào trực tiếp với cái lô đất này quý anh chị nhé. Cái lô đất này là nó có 2 bìa, tổng diện tích trên bìa là 2 hectare 9 và ngoài thực tế sử dụng là 3 hectare 2. Trên đất nó có một cái ao, chất đất đen pha sỏi ạ. Ở đây thì nguồn nước thì mênh mông. Tặng cho quý anh chị một cái căn nhà mái Thái này, bên trong khuôn viên của nó là cái gác lở và tầng hầm. Cái căn nhà này xây rất là rộng rồi quý anh chị. Đây là cái bên hông của nó này, 42 m mặt tiền quốc lộ. Đó. Nhà của mình nó rộng quý anh chị này. Đó. Đây là cái phía sau phía dưới này, nó có tầng hầm dưới nha, nhà gác á. Đó. Đầy đủ công năng, có nhà gác ở trên phòng thờ, ở dưới là có 2 cái phòng ngủ, 1 cái phòng bếp và đất hiện giờ đang cho thuê trồng mía. Ở dưới nó có một cái ao, ao to. Ở đây mía nó dày quá, em Nga sẽ quay bằng Playcam quý chị nhé. Tổng diện tích 3 hectare này theo như lời gia chủ nói, trước kia đã có người trả với giá 5 tỷ mà gia chủ lúc đó không có cần tiền nên là chưa có bán, muốn 6 tỷ mới bán. Còn bây giờ thì theo như ý của gia chủ là ổng đang cày tiền gấp, cho nên là hạ giá xuống còn có 3 tỷ 7 thôi. 3 sơn tên bị đỏ cho quý anh chị và có bớt lộc nha. Quý anh chị quan tâm đến cái lô đất này thì xin liên hệ đến em Nga. Em Nga sẽ giúp cho quý anh chị gặp trực tiếp và thương lượng với chủ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị ở video lần tới ạ.